Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành ủy Cần Thơ có các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo thành ủy, Quỹ ban mặt trận tổ quốc, các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các báo cáo viên thành phố. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến từ điểm cầu thành ủy đến các điểm cầu, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin chuyên đề tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024, nghe đồng chí Vũ Hoài Bắc, trưởng ban tôn giáo chính phủ thông tin chuyên đề tình hình tôn giáo tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.